Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần thân. Thì trong khi móc thân, chúng ta sẽ kết hợp ráp cả tay và chân của gấu vào luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ móc hai mũi bính. Sáu mũi đơn vào trong mũi bính đầu tiên. Và ở thân thì chúng ta cũng không có nối vòng mà chúng ta cũng dùng cái kim gài để chúng ta gài lại. Qua vòng thứ hai, các bạn sẽ móc 3 mũi đơn vào cùng một chân, 2 mũi đơn vào cùng một chân và lặp lại 3 lần. Mũi đầu tiên chúng ta sẽ móc là 3 mũi đơn vào một chân. Các bạn đánh dấu cái mũi mà chúng ta vừa móc xong. Đây là 1. Móc tiếp vào cái mũi đầu tiên này. Chúng ta đã móc 3 mũi đơn vào một chân. Tiếp theo các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào cùng một chân. Đây là một lần. Lần thứ hai các bạn cũng sẽ móc 3 mũi đơn vào một chân. Và 2 mũi đơn vào một chân. Tiếp tục 3 mũi đơn vào một chân. Và 2 mũi vào một chân. Vòng thứ 3, chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn vào một chân. 3 mũi đơn vào một chân. 2 mũi đơn vào một chân. Và 2 mũi đơn bình thường. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này 2 lần. Đầu tiên là 2 mũi đơn vào một chân. Sau đó là 3 mũi đơn vào một chân. Hai mũi đơn vào một chân. Và 2 mũi đơn bình thường. 1, 2. Tiếp tục các bạn sẽ lặp lại từ đầu. 2 mũi đơn vào một chân. 3 mũi đơn vào một chân. 2 mũi đơn vào một chân. Và 2 mũi đơn bình thường. Tiếp tục chúng ta sẽ lặp lại. 2 mũi đơn vào một chân. 3 mũi đơn vào một chân. 2 mũi đơn vào một chân. Và 2 mũi đơn bình thường. Vòng thứ tư, chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn bình thường, 2 mũi đơn vào một chân, 3 mũi đơn vào một chân, 2 mũi đơn vào một chân. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại cái cụm ở trong cái dấu sao này. Trong dấu sao này sẽ gồm là 6 mũi đơn, 2 mũi đơn vào một chân, 3 mũi đơn vào một chân, 2 mũi đơn vào một chân. Đó, chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn. Tiếp tục 2 mũi đơn vào một chân. 3 mũi đơn vào một chân. Mũi đơn vào một chân. Sau đó các bạn sẽ bắt đầu móc cái cụm ở trong cái dấu sao này.
6 mũi đơn. Hai mũi đơn và một chân. 3 mũi đơn và một chân. 2 mũi đơn và một chân. Tiếp tục các bạn quay trở lại cái dấu sao này. Chúng ta sẽ lặp lại cái cụm trong dấu sao, cho nên là khi các bạn móc xong tới cuối dấu sao thì các bạn sẽ quay trở lại dấu sao ở đầu. Đó là 6 mũi đơn. Hai mũi đơn và một chân. 3 mũi đơn và một chân. 2 mũi đơn và một chân. Và cuối cùng chúng ta sẽ móc 4 mũi đơn bình thường, đó là 4 mũi ở cuối này, các bạn sẽ móc 4 mũi đơn. Các bạn để ý thấy là chúng ta có 3 lần tăng mũi ở 3 góc. Những góc này là những chỗ mà chúng ta móc 3 mũi đơn và một chân. Thì nó sẽ tạo thành một cái hình tam giác như thế này. Còn ở những cạnh của tam giác thì nó sẽ số mũi nó sẽ tăng dần lên. Hàng vòng thứ 5 các bạn móc theo như trong hướng dẫn, đó là 5 mũi đơn. Ba mũi đơn vào một chân. Các bạn thấy là những chỗ mà chúng ta móc 3 mũi đơn đó là nó sẽ nằm ở 3 cái góc của tam giác này. Sau đó móc tiếp 12 mũi đơn là dọc theo cái cạnh của tam giác này. Móc 12 mũi đơn. Tiếp tục 3 mũi đơn và một chân. 3 mũi đơn và một chân. 12 mũi đơn và 3 mũi đơn và một chân. Chân. Cuối cùng là chúng ta sẽ móc 7 mũi đơn. Vòng thứ 6, các bạn sẽ móc 6 mũi đơn. Mũi đơn vào một chân. 14 mũi đơn, 3 mũi đơn và một chân, và chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này 2 lần.
14 mũi đơn. Và 3 mũi đơn và 1 chân. Tiếp tục các bạn sẽ móc 14 mũi đơn. Và 3 mũi đơn và 1 chân. Sau đó chúng ta sẽ móc cuối cùng là 8 mũi đơn. Tiếp theo chúng ta sẽ móc vòng thứ 7. Sáu mũi đơn. Hai mũi đơn và 1 chân. Một mũi đơn, hai mũi đơn và 1 chân. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại trong cái cụm mà có dấu sao này. Các bạn sẽ móc 14 mũi đơn, hai mũi đơn và 1 chân, một mũi đơn, hai mũi đơn và 1 chân. Chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này. Các bạn móc 14 mũi đơn. Hai mũi đơn và 1 chân. Một mũi đơn. Hai mũi đơn và 1 chân. Tiếp tục 14 mũi đơn. Hai mũi đơn và 1 chân. Một mũi đơn, hai mũi đơn và 1 chân. Sau đó chúng ta sẽ móc ở cuối là 8 mũi đơn. Các bạn thấy là hình tam giác càng ngày sẽ càng to ra vì chúng ta có thêm mũi ở ba đỉnh này. Các bạn sẽ móc theo như trong hướng dẫn này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cho tới phần là các bạn ráp chân. Các bạn sẽ móc vòng 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tới vòng 16 thì chúng ta sẽ bắt đầu ráp chân.
Ở đây mình đã móc xong vòng 15 và bắt đầu qua vòng 16 để bắt đầu ghép chân và thân. Thì các bạn cũng sẽ theo như trong bản hướng dẫn và các bạn móc cho hết vòng 15. Rất là đơn giản, chỉ móc mũi đơn và tăng mũi. Nếu như mà các bạn không biết đọc bản hướng dẫn bằng tiếng Anh thì mình có ghi ra hướng dẫn bằng tiếng Việt. Ký hiệu là X là mũi đơn và V là mũi tăng. Thì các bạn theo đường link ở bên dưới, các bạn tham khảo để móc theo. Mình sẽ ghi ra những chỗ nào mà đơn giản thì các bạn đọc hướng dẫn các bạn móc. Bởi vì nếu mà mình móc luôn thì rất là lâu, cho nên mình chỉ móc cho các bạn xem những chỗ nào mà hơi phức tạp. Còn những chỗ mà chỉ móc mũi đơn theo như trong hướng dẫn thì các bạn cứ đếm số mũi theo hướng dẫn đó và các bạn móc theo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc vòng 16 là ghép chân vào thân. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ móc 42 mũi đơn và một mũi đơn tăng. Ở đây mình đã móc 42 mũi đơn và một mũi đơn tăng. Tăng mũi là các bạn móc hai mũi đơn vào một chân nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ghép chân vào thân. Các bạn lấy chân thứ nhất. Lúc nãy chúng ta đã đánh dấu hai chân bằng hai màu khác nhau thì để cho không có bị nhầm, bây giờ chúng ta sẽ lấy chân thứ nhất. Các bạn đặt chân với thân sao cho phần bề mặt phải của chân với lại bề mặt phải của thân ép vào nhau như thế này. Và vị trí ghép là bắt đầu bằng mũi mà chúng ta đã đánh dấu đây. Các bạn sẽ đâm kim vào mũi đã đánh dấu ở phần chân và đâm kim vào một mũi tiếp theo ở phần thân. Chúng ta móc lên thành một mũi đơn. Tiếp tục, các bạn sẽ móc một mũi ở chân cùng với một mũi ở thân sao cho hết 11 mũi ghép. Tổng cộng là chúng ta sẽ móc 11 mũi ghép phần chân và phần thân ở đây. Cứ lấy một mũi ở chân và một mũi ở thân móc chung với nhau. Tổng cộng là 11 mũi. Và ở phần chân này còn 16 mũi này, chúng ta sẽ chừa lại, chúng ta không móc mà móc tiếp vào phần thân này. Bắt đầu qua phần thân, chúng ta sẽ móc một mũi giảm. Giảm mũi là lấy hai mũi móc thành một. Sau đó móc một mũi tăng. Và móc tiếp 12 mũi đơn. Tiếp tục một mũi đơn tăng, một mũi giảm và ghép chân thứ hai vào trong thân, cũng bắt đầu bằng chỗ mà chúng ta đã đánh dấu này. Các bạn lấy mũi đã đánh dấu này
và móc cùng với một mũi ở phần thân. Cũng móc 11 mũi ráp vào với nhau. Sau khi móc xong 11 mũi ráp chân với thân thì bắt đầu móc tiếp ở phần thân này. Các bạn sẽ móc một mũi đơn tăng. Và 15 mũi đơn cho tới hết. Như vậy là chúng ta đã ráp hai chân dính liền với thân. Bắt đầu qua vòng thứ 17 thì chúng ta sẽ móc 4 mũi đơn, 1 mũi tăng, 18 mũi đơn, lặp lại 2 lần và 1 mũi giảm. Đây mình đã móc nè. 4 mũi đơn, 1 mũi đơn tăng, 18 mũi đơn, 1 mũi đơn tăng, 18 mũi đơn và 1 mũi giảm thì sẽ tới vị trí phần chân này. Chúng ta sẽ móc như sau. Các bạn sẽ móc 1 mũi đơn vào phần chân. Cái mũi mà đã đánh dấu này là lúc nãy chúng ta đã ráp vào thân rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ móc vào mũi tiếp theo ở phần chân. Các bạn móc một mũi đơn, sau đó chúng ta sẽ quay vào bên trong phần 11 mũi chúng ta đã ráp thân vào chân nè. 11 mũi này mình gọi là mũi ở bên trong, hoặc là ở trong này người ta kêu behind, là ở phía sau. Đây là 11 mũi ở phía sau thì chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào mũi đầu tiên của phần 11 mũi lúc nãy chúng ta ráp nè. Các bạn sẽ móc một mũi đơn của mũi đầu tiên này. Mình sẽ đánh dấu cái mũi này lại để hàng tiếp theo chúng ta không có bị nhầm mũi. Sau đó móc 9 mũi bính. Và các bạn bỏ qua 9 mũi ở phía sau này, móc một mũi đơn vào mũi cuối cùng này. Mình cũng đánh dấu cái mũi này lại. Sau đó chúng ta móc một mũi ở phần chân. Một mũi tiếp theo nè, ở phần chân. Như vậy là ở phần chân sẽ còn chừa lại là 14 mũi. Vòng 16 là chúng ta có 16 mũi.
Thì bây giờ chúng ta móc mỗi bên một mũi thì sẽ còn lại 14 mũi ở phần chân này. Sau khi móc xong một mũi ở phần chân thì chúng ta sẽ quay ngược lại phần thân để chúng ta móc. Các bạn sẽ móc một mũi đơn tăng ở mũi tiếp theo ở phần thân nè. Các bạn sẽ móc một mũi đơn tăng, sau đó móc 16 mũi đơn. Một mũi đơn tăng. Bắt đầu qua phần chân thứ hai. Các bạn cũng sẽ móc một mũi đơn vào mũi tiếp theo của phần chân. Một mũi đơn vào phía sau là bên trong của chân á, chỗ 11 mũi chúng ta đã móc á. Các bạn cũng đánh dấu vào. Móc 9 mũi bính. Bỏ qua 9 mũi này không móc và móc một mũi đơn vào mũi cuối cùng. Tiếp tục móc một mũi đơn vào phần chân. Và sang phần thân để móc tiếp. Phần thân này chúng ta sẽ móc một mũi giảm. Và 15 mũi đơn cho tới hết. Vòng 18 thì các bạn cũng sẽ móc những mũi ở ban đầu giống như trong hướng dẫn, 5 mũi đơn, 1 mũi tăng, 19 mũi đơn, 1 mũi tăng, 17 mũi đơn, 1 mũi giảm. Ở đây mình đã móc xong chỗ 17 mũi đơn, bây giờ mình sẽ móc 1 mũi giảm. Và 1 mũi đơn. Sau đó tiếp tục móc vào phần chân. Các bạn móc một mũi vào mũi tiếp theo ở phần chân nè. Quay vào phía bên trong này, chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào chỗ mà đã đánh dấu nè. Các bạn sẽ móc một mũi đơn vào đây. Như vậy là chúng ta cứ móc một mũi ở phần chân, sau đó sẽ quay ngược vào trong móc cái mũi ở bên trong này. Và ở đây chúng ta sẽ móc 8 mũi bính. Và các bạn sẽ móc một mũi đơn vào mũi đã đánh dấu này. Sau đó móc tiếp một mũi ở chân. Các bạn thấy là ở bên này thì chúng ta sẽ móc một mũi ở chân rồi một mũi ở bên trong.
Qua bên này thì sẽ móc mũi ở bên trong trước, sau đó sẽ móc mũi ở chân. Hai bên thì nó sẽ đối ngược lại với nhau. Sau khi móc xong mũi ở chân rồi thì ở phía này, ở phía ngoài này sẽ còn tổng cộng 12 mũi, chừa lại ở phần chân này chúng ta không móc. Tiếp tục chúng ta sẽ móc vào phần thân. Phần thân này chúng ta sẽ móc 22 mũi. Các bạn chú ý ở phía sau này sẽ có một cái mũi. Kế bên cái mũi mà chúng ta đã đánh dấu á, là nó sẽ có một cái mũi. Lúc nãy chúng ta móc ở phần chân nè, thì bây giờ các bạn phải để ý cái mũi này để lấy lên để móc. Sau khi móc xong 22 mũi ở phần thân thì chúng ta sẽ bắt đầu móc qua chân thứ hai. Một mũi đơn vào phần chân. Một mũi ở phía bên trong. Tám mũi bính. Một mũi ở phía bên trong. Một mũi đơn ở phần chân. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc ở phần thân một mũi đơn. Một mũi giảm. Và móc 14 mũi đơn cho tới hết. Qua vòng 19 thì chúng ta móc số mũi ở đầu là 6 mũi đơn, 1 mũi tăng, 20 mũi đơn, 1 mũi tăng, 16 mũi đơn, 1 mũi giảm, 2 mũi đơn. Sau đó thì tới phần chân chúng ta cũng móc tương tự giống như ở hàng trước. Đó là móc 1 mũi đơn vào phần chân. 1 mũi đơn vào ở phía trong này. Sau đó chúng ta sẽ móc 7 mũi bính.
một mũi đơn vào phía bên này. Sau đó móc một mũi đơn vào phần chân. Nhớ là móc vào mũi tiếp theo nha các bạn. Và tiếp tục móc vào phần thân. Chúng ta sẽ móc vào phần thân một mũi tăng, 22 mũi đơn. Các bạn chú ý lấy mũi ở giữa chân và thân nè. Cẩn thận kẻo bị sót mũi nha. Một mũi tăng. Sau đó là 22 mũi đơn. Tiếp tục một mũi tăng. Chân thứ hai mình cũng móc tương tự giống như chân thứ nhất. Một mũi đơn vào phần chân. Một mũi đơn vào ở bên trong. Bảy mũi bính. Một mũi đơn vào phía đã đánh dấu này. Một mũi đơn vào phần chân. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc vào phần thân. Móc 2 mũi đơn. Một mũi giảm. Và 13 mũi đơn cho tới hết. Vòng 20, các bạn sẽ móc 7 mũi đơn, 1 mũi tăng, 21 mũi đơn, 1 mũi tăng, 15 mũi đơn, 1 mũi giảm, 3 mũi đơn. Và sau đó chúng ta sẽ móc tiếp phần chân. Phần chân thì cũng tương tự giống như là những vòng trước. Các bạn sẽ móc 1 mũi đơn vào mũi tiếp theo của chân. Một mũi đơn vào phía bên trong. Sau đó móc 6 mũi bính. Một mũi đơn vào phía trong.
một mũi đơn và mũi tiếp theo của chân. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục móc vào phần thân. Các bạn sẽ móc 28 mũi đơn ở phần thân. Tiếp tục chúng ta sẽ móc qua phần chân thứ hai, một mũi đơn vào chân, một mũi đơn vào phía sau. Sáu mũi bính. Một mũi đơn vào phía sau. Một mũi đơn vào chân. Tiếp tục chúng ta sẽ móc vào phần thân. Các bạn sẽ móc 3 mũi đơn một mũi giảm và 12 mũi đơn cho tới hết. Vòng 21, các bạn sẽ móc 8 mũi đơn, 1 mũi tăng, 22 mũi đơn, 1 mũi tăng, 14 mũi đơn, 1 mũi giảm, 4 mũi đơn và sau đó móc tiếp phần chân. Phần chân cũng tương tự giống như những vòng trước. Chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào phần chân, một mũi đơn vào bên trong. Tiếp tục móc 5 mũi bính. Một mũi đơn vào bên trong. Một mũi đơn vào phần chân. Sau đó chúng ta sẽ móc vào phần thân. Các bạn sẽ móc một mũi tăng, 28 mũi đơn,
và một mũi đơn tăng. Tiếp tục chúng ta sẽ móc ở phần chân thứ hai một mũi vào phần chân, một mũi vào bên trong. Năm mũi bính. Một mũi vào bên trong. Một mũi vào phần chân. Tiếp tục chúng ta sẽ móc ở phần thân. Bốn mũi đơn. Một mũi giảm. Và 11 mũi đơn cho tới hết. Vòng 22, các bạn sẽ móc 9 mũi đơn, 1 mũi tăng, 23 mũi đơn, 1 mũi tăng, 13 mũi đơn, 1 mũi giảm, 5 mũi đơn. Và tới phần chân thì chúng ta sẽ không móc ở phía bên trong này nữa, mà vòng này chúng ta sẽ móc luôn vào phần chân này. Phần chân này bây giờ sẽ còn 6 mũi thì các bạn sẽ móc luôn 6 mũi này. Mà chúng ta sẽ gỡ cái kim này ra. Cái mũi ở phía bên trong này, hàng này chúng ta không móc nữa. Chúng ta sẽ móc luôn vào phần chân. Các bạn sẽ móc 6 mũi ở phần chân. Tiếp tục chúng ta sẽ móc 34 mũi ở phần thân. Các bạn thấy nè, cái mũi này là bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua, không móc nè. Bây giờ chúng ta sẽ móc luôn vào phần thân này. Các bạn sẽ móc 34 mũi. Sau đó chúng ta móc tiếp phần chân thứ hai. 6 mũi ở phần chân thứ hai.
Tiếp tục chúng ta móc sang phần thân. 5 mũi đơn. Một mũi giảm. Và 10 mũi đơn cho tới hết. Bây giờ thì các bạn có thể gỡ những cái phần đánh dấu này ra. Và móc xong vòng này là chúng ta đã ráp xong chân vào với thân. Những vòng tiếp theo thì các bạn sẽ móc theo như trong hướng dẫn, đúng số mũi mà trong hướng dẫn này ghi. Chúng ta sẽ móc cho tới vòng 44 là bắt đầu ráp tay. Thì phần thân các bạn móc theo hướng dẫn. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ráp phần tay ở vòng 44. Ở đây thì mình đã móc xong hàng 43. Qua hàng 44 là chúng ta sẽ bắt đầu ráp tay vào thân. Thì các bạn sẽ móc 63 mũi đơn của hàng 44. Sau khi móc 63 mũi đơn thì chúng ta sẽ bắt đầu ráp tay. Tay thứ nhất, chúng ta sẽ đặt tay và thân sao cho bề mặt phải của tay và bề mặt phải của thân ép vào nhau như thế này. Và chúng ta sẽ bắt đầu ráp từ vị trí mà các bạn đã đánh dấu ở tay đây. Cũng tương tự như ráp chân thì chúng ta sẽ đặt tay và thân vào và chúng ta sẽ móc cùng một lúc. Các bạn sẽ đâm kim qua một mũi ở tay, là cái mũi mà chúng ta đã đánh dấu đây. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái mũi này. Một mũi của tay và một mũi của thân. Chúng ta sẽ móc chung vào với nhau. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc ráp như vậy, tổng cộng là 6 mũi đơn ráp tay và thân. Sau khi móc xong 6 mũi này thì chúng ta sẽ bắt đầu móc tiếp vào phần thân qua hàng thứ 45. Còn lại tổng cộng ở trên phần tay này là 21 mũi, chúng ta sẽ không móc mà chúng ta sẽ móc tiếp qua hàng 45. Hàng 45 thì đầu tiên chúng ta sẽ móc một mũi giảm. Móc tiếp 34 mũi đơn.
sau đó móc một mũi giảm. Và ráp tiếp tay thứ hai vào. Tay thứ hai chúng ta cũng bắt đầu ráp từ chỗ mà đã đánh dấu. Các bạn cũng sẽ móc ráp tay và thân với nhau và chúng ta sẽ ráp tổng cộng là 6 mũi. Và chừa lại ở trên phần tay này tổng cộng là 21 mũi. Ráp tay thứ hai xong thì chúng ta sẽ móc tiếp vào phần thân. Phần thân các bạn sẽ móc một mũi giảm. Mười bảy mũi đơn. Móc 17 mũi đơn xong, chúng ta sẽ móc tiếp một mũi giảm. Một mũi giảm và các bạn sẽ móc thêm 6 mũi. Là bây giờ chúng ta sẽ móc vào phía bên trong mà chúng ta đã ráp tay vào thân đây. Các bạn sẽ móc một mũi giảm. 6 mũi đơn. Ở đây chuẩn bị hết len nè, mình sẽ nối len mới vào. Thì cách thức chúng ta nối len như sau. Các bạn sẽ đâm kim và móc sợi len lên trên kim. Trên kim có hai sợi như thế này. Thay vì các bạn sẽ móc rút cái sợi len này qua thì chúng ta sẽ lấy sợi len mới. Chúng ta móc qua. Ở đây hết cái len này rồi, nên là mình sử dụng tạm thời cái màu len này để cho các bạn dễ hiểu. Mình sẽ móc mũi mới bằng sợi len mới và giấu hai cái sợi len thừa, một sợi cũ một sợi mới này, chúng ta giấu vào trong khi chúng ta móc luôn. Lúc này chưa đủ 6 mũi thì chúng ta sẽ gỡ cái kim gài này ra và móc cho đủ 6 mũi đơn của hàng 45. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển cái kim gài đánh dấu hàng bắt đầu từ đây, nghĩa là hàng 46 chúng ta sẽ tính từ đây. Thay vì tính như hàng 45 thì gài ở chỗ này, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ gài hàng 46 bắt đầu từ sau khi chúng ta móc xong 6 cái mũi đơn này. Hàng 46 chúng ta sẽ móc như sau. Các bạn sẽ móc mũi đầu tiên và gài cái kim gài này lại. Đánh dấu đây là bắt đầu hàng 46. Các bạn sẽ móc một mũi giảm. Sau khi móc mũi đơn đầu tiên thì chúng ta sẽ móc một mũi giảm. Móc tiếp 14 mũi đơn. Một mũi giảm.
Tiếp tục móc 14 mũi đơn, 1 mũi giảm. Nghĩa là chúng ta sẽ có 2 lần móc 14 mũi đơn, 1 mũi giảm. Sau khi chúng ta móc một mũi giảm thì đã tới cái vị trí mà chúng ta ráp tay với thân. Thì bây giờ các bạn sẽ lấy đâm kim qua mũi mà chúng ta vừa móc giảm đây. Các bạn sẽ đâm kim vào cùng chân với lại cái mũi giảm này. Bạn lấy lên. Tiếp tục chúng ta sẽ đâm kim vào mũi mà chúng ta đã ráp tay và thân lúc nãy đó, cái mũi mà các bạn đang giấu nè. Chúng ta sẽ đâm kim vào cùng cái mũi này luôn, thành 3 sợi trên kim và móc qua thành 1 mũi. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào phần tay này, không móc vào phía bên trong chỗ ráp tay và thân, mà bây giờ chúng ta sẽ móc vào 21 mũi của phần tay này. Chúng ta sẽ móc một mũi giảm. Bảy mũi đơn. Một mũi giảm. 8 mũi đơn. Một mũi giảm. 1 mũi giảm. Tiếp tục tới vị trí ở giữa tay và thân này, các bạn sẽ đâm kim vào mũi đã nối giữa tay và thân, thành móc lên thành 2 sợi trên kim và sẽ đâm kim vào mũi tiếp theo của phần thân. Chúng ta sẽ chừa lại những cái mũi ở trong này, chúng ta sẽ không móc. Tổng cộng ở trong này là chúng ta sẽ chừa lại 6 mũi. Các bạn sẽ đếm cái mũi ở phía trên nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chừa lại 6 mũi này không móc. Và chúng ta sẽ móc tiếp cái mũi ở phần thân, thành 3 sợi trên kim và móc qua thành 1 mũi. Bây giờ chúng ta móc tiếp vào phần thân. Mười bảy mũi đơn.
tới tay thứ hai này, chúng ta cũng sẽ móc giống như là tay thứ nhất. Các bạn đâm kim vào mũi tiếp theo, lấy lên thành hai sợi trên kim và đâm kim vào mũi đã ráp tay và thân, kéo qua thành một mũi. Và chúng ta sẽ móc tiếp vào tay thứ hai giống như là tay thứ nhất. Các bạn sẽ móc một mũi giảm, 8 mũi đơn. Một mũi giảm, 7 mũi đơn. Một mũi giảm, 1 mũi giảm. Tiếp tục chúng ta sẽ lấy mũi mà đã ráp thân vào tay đây, các bạn kéo lên thành hai sợi trên kim, chừa lại ở trong phần này 6 mũi. Các bạn đếm cho đủ 6 mũi và chúng ta sẽ móc ráp với mũi cuối cùng này thành một mũi. Như vậy là chúng ta đã xong hàng 46. Các bạn có thể bắt đầu nhồi gòn vào bên trong thân của gấu. Chúng ta đã ráp xong tay và chân. Các bạn sẽ móc tiếp những hàng tiếp theo, giống như trong hướng dẫn, cho tới vòng hàng 61. Hàng 61 là chúng ta sẽ bắt đầu ráp phần mũi, phần mõm vào, thì mình sẽ hướng dẫn ở hàng 61. Sau khi mình đã móc hết hàng 60 qua hàng 61 thì chúng ta sẽ ráp mũi vào trong phần đầu. Hàng 61 các bạn sẽ móc 53 mũi đơn, 1 mũi giảm. Và chúng ta sẽ bắt đầu ráp phần mũi này vào. Các bạn sẽ bắt đầu ráp từ vị trí mà chúng ta đã đánh dấu đây. Cũng tương tự giống như là ráp tay, ráp chân thì phần mũi này chúng ta cũng sẽ móc một mũi của đầu móc chung với lại một mũi ở phần mũi này. Các bạn sẽ bắt đầu ráp từ chỗ mà đã đánh dấu. Đâm kim qua hai mũi cùng một lúc. Và móc lên thành một mũi đơn. Chúng ta sẽ ráp tổng cộng là 9 mũi. Các bạn sẽ móc lần lượt như vậy cho hết 9 mũi. Ráp
với đầu. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục móc ở phần đầu một mũi giảm. Và 13 mũi cho tới hết vòng. Hàng 62 chúng ta sẽ móc 51 mũi đơn, một mũi tăng và một mũi giảm thì sẽ tới vị trí mà chúng ta đã ráp đầu và mũi đây. Thì chúng ta cũng sẽ ráp tương tự giống như phần chân. Các bạn sẽ móc một mũi đơn vào mũi tiếp theo. Các bạn sẽ bỏ qua cái mũi để đánh dấu là cái mũi này chúng ta đã ráp vào đầu rồi. Chúng ta sẽ móc vào mũi tiếp theo nè. Móc một mũi đơn. Sau đó chúng ta sẽ trở lại vào bên trong này. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn vào phía bên trong này. Đánh dấu cái mũi này lại. Ở phía trong này là lúc này chúng ta móc 9 mũi mà ráp vào với đầu đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào cái mũi đầu tiên mà chúng ta đã ráp này. Sau đó các bạn sẽ móc 7 mũi bính. Bỏ qua 7 mũi. Và các bạn sẽ móc một mũi đơn vào mũi cuối cùng. Nghĩa là 9 mũi chúng ta sẽ bỏ qua 7 mũi ở giữa. Chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn ở hai đầu. Và cũng đánh dấu cái mũi này lại. Giống như phần chân chúng ta móc ráp vậy đó, các bạn phải đánh dấu cái mũi này lại để hàng tiếp theo chúng ta không bị nhầm. Tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi đơn vào ở phía bên này của cái mũi nè. Và chúng ta sẽ bắt đầu móc tiếp vào ở phần đầu này. Các bạn sẽ móc một mũi giảm. Một mũi tăng. Và móc mũi đơn cho tới hết. Quay vòng 63 thì chúng ta cũng sẽ móc tương tự giống như là 62. Các bạn sẽ móc 52 mũi đơn, một mũi tăng, một mũi giảm. Sẽ móc tiếp một mũi vào phần mũi này. Quay trở lại bên trong, chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào đây. Sau đó các bạn sẽ móc 8 mũi bính. Móc một mũi đơn vào phía bên này. Móc một mũi đơn vào mũi tiếp theo của phần mũi và quay trở lại ở phía bên đầu này. Các bạn sẽ tiếp tục móc ở phần đầu, móc một mũi giảm, một mũi tăng
và 12 mũi đơn cho tới hết. Hàng 64 chúng ta sẽ móc 19 mũi đơn, 1 mũi tăng, 33 mũi đơn, 1 mũi tăng, 1 mũi giảm, thì sẽ tới cái vị trí ráp mũi này. Chúng ta sẽ móc tương tự như những hàng trước. Các bạn sẽ móc 1 mũi đơn vào mũi tiếp theo của phần mũi đây. Trở lại bên trong, móc 1 mũi đơn, đánh dấu vào. Tiếp tục chúng ta sẽ móc 10 mũi bính. Một mũi đơn vào phía mũi đã đánh dấu bên này. Một mũi đơn vào mũi tiếp theo của phần mũi. Và móc tiếp vào phần đầu. Chúng ta sẽ móc một mũi giảm. Một mũi tăng. Và 13 mũi đơn cho tới hết. Hàng 65, sau khi chúng ta móc 56 mũi đơn, một mũi giảm, thì tiếp tục móc và ráp cái phần mũi này. Chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào mũi tiếp theo. Một mũi đơn vào mũi nằm phía bên trong này. Tiếp tục móc 12 mũi bính. Một mũi đơn vào mũi đã đánh dấu ở phía bên này. Tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi đơn ở phần mũi. Các bạn sẽ thấy cái mũi này là chúng ta đã móc mũi trượt. Khi mà chúng ta móc cái phần mũi này, chỗ này là mũi trượt, thì bây giờ chúng ta sẽ móc gọi là móc vòng luôn qua cái mũi trượt này. Thay vì chúng ta lấy ở phía trên đầu mũi thì chúng ta sẽ lấy ở phía dưới chân này, chúng ta sẽ móc vòng luôn vào cái mũi trượt này. Và tiếp tục sẽ móc ở phần đầu một mũi giảm. Và móc 15 mũi đơn cho tới hết. Qua hàng 66, chúng ta sẽ móc 56 mũi đơn, một mũi giảm, tiếp tục móc vào phần mũi này, một mũi đơn
móc vào phía bên trong này một mũi đơn. Mười bốn mũi bính. Một mũi đơn vào phía đánh dấu bên này. Một mũi đơn vào mũi tiếp theo của phần mũi. Tiếp tục móc ở phần đầu. Một mũi giảm. Và 14 mũi đơn cho tới hết. Hàng 67, chúng ta sẽ móc 56 mũi đơn. Sau khi móc 56 mũi đơn thì chỗ này các bạn thay vì móc mũi giảm thì chúng ta sẽ lấy 2 mũi lên. Hai mũi ở phần đầu và lấy tiếp một mũi ở phần mũi này. Tổng cộng là sẽ có 4 sợi ở trên kim và chúng ta sẽ móc qua thành một mũi. Tiếp tục các bạn sẽ móc một mũi đơn vào phần mũi và quay vào phía bên trong. Móc một mũi đơn. Móc 16 mũi bính. Một mũi đơn vào mũi đã đánh dấu. Sau đó chúng ta sẽ móc tiếp một mũi vào phần mũi này. Quay trở lại phần đầu, chúng ta sẽ lấy 3 mũi lên thành 4 sợi và kéo qua thành một mũi. Sau đó sẽ móc 13 mũi đơn cho tới hết. Hàng 68, chúng ta sẽ móc 56 mũi đơn, một mũi giảm tới vị trí mũi này. Ở hàng này chúng ta sẽ móc luôn vào những mũi còn lại của phần mũi. Chỗ này các bạn sẽ lấy 3 mũi móc thành một. Chúng ta sẽ lấy 3 mũi đơn liên tiếp nhau và móc thành một mũi. Không móc mũi ở phía bên trong này. Bây giờ chúng ta sẽ móc luôn vào phần mũi này.
các bạn sẽ móc một mũi tăng, 6 mũi đơn. Một mũi tăng. Cuối cùng là chúng ta sẽ móc một mũi giảm. Mũi ở phía bên trong này chúng ta cũng sẽ không móc. Chúng ta sẽ móc luôn vào phần đầu này. Các bạn sẽ móc một mũi giảm. Và 13 mũi đơn cho tới hết. Sau khi mà các bạn móc xong hàng này thì chúng ta đã ráp xong cái phần mũi này vào đầu. Thì những hàng tiếp theo các bạn cũng sẽ móc theo giống như công thức. Và khi nào mà tới hàng 80 thì chúng ta sẽ ráp tai. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ráp tai vào đầu. Hàng 80 thì chúng ta sẽ bắt đầu ráp tai. Sau khi các bạn móc 26 mũi đơn, một mũi giảm thì mình sẽ ráp tai này vào. Các bạn sẽ gấp đôi tai lại với nhau. Mũi trượt tương ứng với mũi trượt và mũi đơn thì gấp lại với mũi đơn như thế này. Và chúng ta sẽ giấu cái sợi thừa này vào bên trong. Sẽ đặt tai vào đầu sao cho phía mà mũi trượt sẽ hướng về phía mũi ở phía trước. Các bạn sẽ đặt tai vào đầu như thế này. Sau đó chúng ta sẽ đâm kim qua móc tai cùng với đầu. Các bạn sẽ đâm kim qua phần tai này. Hai mũi cùng một lúc. Thêm một mũi của đầu nữa. Và chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Tiếp tục chúng ta sẽ móc bốn mũi giảm. Bốn mũi giảm này sẽ đâm kim qua cả hai mũi của tai và một mũi ở đầu. Các bạn lấy lên và móc thành một mũi giảm ở đây. Lặp lại như vậy là chúng ta sẽ móc được bốn mũi giảm.
Như vậy là chúng ta đã ghép xong tay thứ nhất vào đầu. Tiếp tục móc ở phần đầu. Phần đầu này chúng ta sẽ móc một mũi giảm và 21 mũi đơn cho tới hết. Hàng 81 chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn, một mũi giảm và bắt đầu ráp tay thứ hai vào. Tay thứ hai chúng ta cũng ráp tương tự như tay thứ nhất. Các bạn sẽ gập tay sao cho những mũi trượt nằm cùng một phía và những mũi đơn nằm cùng một phía gặp lại như thế này. Chúng ta cũng đâm kim qua tai và đầu để móc cùng một lúc. Các bạn sẽ đâm kim qua hai mũi ở tai. Lưu ý là những mũi trượt thì sẽ nằm hướng về phía trước. Các bạn sẽ đâm kim qua hai mũi ở tai và một mũi ở đầu. Móc lên. Chúng ta sẽ móc ở ráp tai này là 4 mũi giảm và một mũi đơn. Ngược lại với lại tai thứ nhất, chúng ta móc một mũi đơn, 4 mũi giảm, thì ở đây chúng ta sẽ móc 4 mũi giảm và một mũi đơn. Các bạn sẽ lấy hai mũi của tai và một mũi ở đầu, móc lên. Chúng ta sẽ móc tổng cộng là 4 mũi giảm. Và một mũi đơn. Như vậy là đã ráp xong tay thứ hai. Chúng ta ráp xong hai tay như thế này. Các bạn sẽ tiếp tục móc ở vòng đầu này. Chúng ta sẽ móc theo như trong bản hướng dẫn cho tới khi kết thúc. Thì là chúng ta đã móc xong con gấu. Sau khi móc xong hàng 88 thì chúng ta sẽ kết thúc bằng một mũi trượt. Và mình sẽ cắt các sợi thừa này. Trước khi cắt thì chúng ta sẽ móc thêm một mũi bính. Và các bạn sẽ cắt trừ ra một đoạn ngắn thôi. Rồi rút cái sợi này lên. Sau đó thì mình sẽ dùng kim để khâu giấu cái sợi này vô. Mình sẽ lấy từng mũi, dùng kim khâu từng mũi này để rút cái sợi này
thì cho khít cái lỗ này lại. Các bạn đâm kim qua từng mũi như thế này và rút lại thì cái lỗ này nó sẽ khít lại. Sau khi cái lỗ này nó khít lại rồi thì chúng ta sẽ giấu cái sợi thừa này vào bên trong. Và cắt cái đoạn dư này đi. Như vậy là chúng ta đã móc xong phần thân của gấu. Bây giờ chúng ta sẽ thêu mắt và chân mày. Để thêu mắt và chân mày thì các bạn sẽ dùng sợi màu nâu là cùng màu với lại cái mũi nè. Mình sẽ dùng cây kim. Trước khi mà chúng ta thêu chân mày và mắt thì các bạn sẽ xác định cái vị trí để chúng ta thêu cho nó cân đối. Thì từ phần đầu này, cái vòng mà ráp tai á, là vòng 80 thì chúng ta sẽ đếm xuống cho tới vòng 76. Đây là vòng 80 nè, 79, 78, 77, 76. Đây là vòng 76 thì các bạn sẽ đánh dấu cái vòng 76 lại. Đếm xuống nữa, 75, 74, 73, 73. Đây là vòng 73. Thì bên này cũng là vòng 76 và 73. Các bạn đánh dấu 76 và 73 lại. Sau đó chúng ta sẽ đếm từ giữa, từ phần mũi nè, các bạn lấy cái mũi chính giữa này để cho nó cân đối. Chúng ta sẽ đếm từ giữa này đếm ra sao cho khoảng cách giữa hai cái chân mày ở phía trên này là 15 mũi. Thì đây là 1. Chúng ta sẽ đếm ra mỗi bên này là 7 mũi. Là hai bên là 14 cộng với một mũi này là 15 thì là cân đối. Đây là chúng ta sẽ đếm từ mũi chính giữa này, chúng ta sẽ đếm ra bên phải 7 mũi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đánh dấu bên này cũng vậy, đánh dấu lại. Chúng ta đã xác định được vị trí ở phía trên. Còn ở phía dưới này, chúng ta sẽ đếm ra và khoảng cách giữa hai chân mày sẽ là tổng cộng 27 mũi. Thì mỗi bên chúng ta sẽ đếm ra là 13 mũi cộng với một mũi ở giữa này là 27 mũi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đếm từ chính giữa ra, mỗi bên là 13 mũi. Các bạn sẽ gài vị trí đó vào. Như vậy là chúng ta sẽ thêu chân mày từ vị trí phía trên xuống phía dưới ở hai bên như thế này. Mình sẽ dùng cây kim. Cách thêu thì mình sẽ thêu lần lượt từng bên. Các bạn thêu ở bên nào trước cũng được. Đầu tiên thì mình sẽ cho kim từ ngoài vào đến cái vị trí mà chúng ta cần
cần phải thêu. Nếu mà các bạn không muốn thêu thì chúng ta cũng có thể dùng keo và dán vào. Hoặc là các bạn cắt vải nỉ, các bạn dán vào cũng được, không nhất thiết là phải thêu. Nhưng mà theo như trong hướng dẫn này thì là mình sẽ thêu cái mắt và cái chân mày. Mình sẽ đưa kim từ một vị trí ở bên ngoài này và để chừa lại một sợi ở đầu này. Chút nữa chúng ta thêu xong thì chúng ta sẽ giấu đi. Bây giờ mình bắt đầu thêu cái phần chân mày này. Từ vị trí mà chúng ta đánh dấu đây, chúng ta sẽ thêu lên phía trên này. Sẽ đâm kim lên phía trên này một mũi. Mình xoay lại như thế này cho dễ nhìn nhé. Chúng ta đưa kim lên phía trên một mũi và đưa kim ngược về nửa mũi. Và đâm vào luôn cái sợi đang thêu này. Sau đó sẽ kéo kim, rút sợi lại. Tiếp tục đưa kim lên một mũi, đưa kim ngược lại nửa mũi và mình sẽ đâm luôn vào cái sợi đang thêu này. Tới vị trí này thì chúng ta sẽ thêu, gỡ cái kim nó ra và tiếp tục thêu. Như vậy là chúng ta đã thêu xong một bên, thì các bạn sẽ đưa kim qua phía bên này để chúng ta thêu luôn. Đưa kim vào cái vị trí mà các bạn đã đánh dấu đây. Chúng ta sẽ thêu luôn phía bên này. Nếu mà các bạn không có cây kim dài á, thì các bạn có thể đưa kim ra mũi ở chính giữa này, hoặc là vị trí mũi nào mà dễ dàng. Các bạn lấy kim kéo ra, xong đó lại đâm kim vào đúng cái lỗ đó và đi qua phía bên này. Ra lỗ nào thì vô lại lỗ đó, thì cái sợi len nó sẽ giấu vào trong, không có bị lộ ra. Còn mình có cái kim dài này thì mình đâm từ bên này qua bên kia được luôn. Ở bên này thì mình thêu ngược lại từ trên xuống dưới. Các bạn cứ thêu và nhìn sao cho nó cân đối. Nó hơi chéo xuống một xíu như thế này.
Chúng ta đã thêu xong hai cái chân mày của gấu thì chúng ta sẽ thêu luôn phần mắt. Phần mắt thì chúng ta sẽ thêu ở hai bên của phần mõm này. Đang từ phía trên này, mình sẽ đưa kim xuống chỗ để chúng ta thêu mắt. Trước khi thêu thì các bạn cũng có thể xác định cái vị trí thêu cho nó cân đối giữa hai bên. Hoặc là các bạn có thể dùng mắt nhựa các bạn gắn vào cũng được. Con gấu này người ta thêu là để cho các bé chơi á, nên là mình không có sử dụng mắt mũi nhựa thì nó sẽ an toàn hơn cho các bé. Còn nếu mà các bạn cho bé lớn hoặc là dùng để trang trí thì các bạn có thể sử dụng mắt mũi nhựa thì nó sẽ đẹp hơn là mình thêu như thế này. Mắt thì mình sẽ thêu hai hoặc là ba mũi tùy theo ý các bạn muốn mắt to hoặc là mắt nhỏ. Ở đây mình thêu là lấy hai hàng nè, hàng trên và hàng dưới nè. Xong một mắt thì chúng ta sẽ đưa kim qua mình thêu luôn cái mắt phía bên này. Thêu xong mắt thì mình sẽ thêu luôn phần miệng. Thì miệng mình sẽ thêu ở phía bên dưới của phần mõm này. Các bạn đưa kim xuống ở phía ngang một nửa của mõm. Thì chúng ta bắt đầu thêu luôn phần miệng. Ở hai bên thì sẽ thêu một đường ngang, ngang qua như thế này, khoảng 4 mũi. Các bạn sẽ lấy qua khoảng 4 mũi và đưa kim trở lại 2 mũi. Sẽ được một đường ngang như thế này. Và mình sẽ thêu cái miệng vòng xuống phía dưới này. Vòng qua phía bên này. Thì phần miệng các bạn thêu cũng giống như là phần chân mày nè. Mình sẽ đưa kim tới và đưa kim ngược về. Đâm kim vào trong cái sợi đang thêu này luôn. Thì các bạn sẽ thêu vòng qua phía bên này cho hết phần miệng. Ở phía bên này thì chúng ta cũng sẽ thêu một đường ngang qua. Khi mà các bạn lên tới cái vị trí cân đối này rồi thì mình sẽ bắt đầu thêu cái đường ngang này. Bạn đưa kim ngang qua. Ngang qua như thế này thì
thể thêu giống như là phần miệng, hoặc là các bạn thêu thẳng một đường que luôn cũng được. Thêu xong miệng này thì mình sẽ đưa cái sợi thừa này que phía bên sợi lúc đầu. Nếu mà kim của các bạn ngắn quá thì mình sẽ đưa kim ra một vị trí bất kỳ. Rồi lại đâm kim vào đúng cái vị trí đó để đưa kim dần dần qua phía bên này. Thì các bạn thấy là cái sợi này nó sẽ không có bị lộ ra. Mình sẽ đưa cái sợi này qua cùng chỗ với lại vị trí ban đầu này. Hai sợi cùng chỗ. Sau đó chúng ta sẽ dùng hai sợi này thắt nút lại. Và xỏ hai sợi vào kim. Sau đó các bạn đâm kim vào đúng cái vị trí mà các bạn có hai cái sợi này nè. Các bạn sẽ đâm kim vào đúng cái mũi này. Chỗ này mình hơi bị lệch một chút, nó vẫn chưa có cùng một vị trí là cùng một mũi, thì mình phải sửa lại cho nó hai cái sợi này nó cùng một mũi, cùng một lỗ thì mình mới giấu được cái sợi này vô. Thắt nút lại. Và xỏ hai sợi này vào kim. Sau đó mình sẽ đâm kim vào cùng cái lỗ của hai cái sợi này và giấu vào bên trong. Các bạn thấy là sẽ không có bị lộ ở đây. Và mình cắt cái sợi thừa này. Như vậy là mình đã thêu xong khuôn mặt của gấu. Bây giờ mình sẽ móc phần áo cho gấu.